Chúc mừng. Em bắt được 2 con luôn rồi sếp ạ. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Hảo một cái món cuối cùng trong cái buổi mà tập kết trước khi đi lấy chồng. Đấy, là vào bếp ấy, là món cuối cùng là món vịt tắm tiên. Thì nguyên liệu gồm có một con vịt. Con vịt đã chế biến. Thứ hai, các gia giảm đó là sả, lá chanh, tỏi củ, tỏi khô, hành tía, hành khô, ớt, tiêu, gừng, mật ong. Để trước khi vào ấy, để ướp những cái thứ này ấy, thì trước tiên ấy là một việc không thể thiếu được, đó là gì? Chúng ta phải làm cho sạch mùi con vịt. Đấy, sạch cái mùi con vịt. Mà sạch mùi con vịt này bằng cách là gì? Là chúng ta lấy rượu trắng. Rượu trắng ấy, ngâm với cả gừng. Sau đó là gì? Rửa sát lên bề mặt của con vịt. Gừng và rượu là rất kỵ khử cho cái mùi hôi của dạng con vịt này. Đấy, tắm con vịt. Sau khi tắm kỹ cho con vịt bằng rượu ngâm gừng thì chúng ta lại rửa sạch con vịt. Chúng ta rửa sạch con vịt. Lúc này con vịt đã sạch sẽ và không còn mùi hôi nữa. Vâng. Mùi thơm rồi. Mùi thơm. Không còn mùi nữa. Tiếp tục thì chúng ta bắt đầu đến bước là gì? Đến bước ướp vịt. Để con vịt nó dễ ướp và dễ ngấm thì chúng ta phải bẻ con vịt cho nó xoải ra. Đó. Đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ cho gừng, tỏi. Đập xong băm nhỏ. Băm nhỏ. Đều lên trên bề mặt của con vịt. Đến gừng. Có thể là hành luôn. Gia vị này mình đập xong rồi. Phải đều vào băm nhỏ.
lại rắc đều trên bề mặt con vịt. Tiếp đến là xả. Xả em phải cắt hết cái phần đầu già. Đấy. Cục này thật ra. Phần già bỏ đi. Sau nó cũng rắc lên bề mặt. Sau đó đến ớt. Ớt thái nhỏ. Để em thái. Đó, em thái đi. Thái nhỏ ra. Em rắc đều lên bề mặt. Chanh thái nhỏ ra. Thái nhỏ ra. Rắc lên trên bề mặt. Sau đó là đến gia vị. Thứ nhất là mật ong. Thứ đến bề mặt của con vịt. Hai là đến bột ngọt. Chúng ta để khoảng 20 đến 30 phút, 25 đến 30 phút để cho nó ngấm tất cả những cái gia vị này ngấm vào con vịt, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành làm tắm tiên. Bột canh. Chúng ta phải lượng thôi, khoảng 2 thìa, vì không nên để cho con vịt nó mặn thì nó sẽ không ngon. Thêm một ít mắm. Mắm này cho vào thì để làm gì nhỉ? Để cho nó đậm đà. Sau khi mà chúng ta đã ướp được 30 phút, nửa tiếng và mọi thứ đã ngấm vào con vịt thì chúng ta sẽ đưa chị vịt vào trong này. Quả dưa hấu. Nhét toàn bộ những thứ này vào. Nhét vào trong người. Yên tâm. Rồi nó sẽ ngấm hết. Đậy cho này đi. Sao chúng ta đậy đi. Đậy. Nên em giữ đây cho đây. Anh chốt. Giữ chặt. Giữ chặt. Chặt để không nó bật ra. Sau đây chúng ta sẽ vào cái công đoạn tắm tiên. Thì em chú ý là về sắm một cái nồi hấp. Nếu như muốn ăn vịt tắm tiên ấy, thì phải sắm một cái nồi hấp nó dạng hình thù như này. Để cho nó có hình thù như này thì nó rất thuận tiện cho việc mà đặt một quả dưa vào. Nhé. Thì chúng ta sẽ thả vào đây. Đấy. Thả vào cái lò này để cho chị vịt tắm tiên. Đấy. Sau đó đậy vào. Đấy. Bây giờ đến công đoạn là chúng ta sẽ...
sẽ nhóm lò bằng bếp. Bây giờ chúng ta đến công đoạn là pha. Thảo ơi, dạ. Mang cho anh nước sốt, mang cả môi nữa. Như vậy sau khi mà chúng ta đã xếp xong thì chan nước sốt. Ớt tươi TV ra đời nhằm giới thiệu tới các quý vị những món ăn dân dã nhất ở Việt Nam mà các quý vị cũng đã nhìn thấy đâu đó suốt từ thời ấu thơ khi mà lớn lên. Ớt tươi TV rất mong các bạn ủng hộ cho Ớt tươi TV bằng cách like, share và subscribe. Hay các bạn mong muốn được trải nghiệm những cái món ăn dân dã thì hãy đăng ký cùng Ớt tươi TV. Một lần nữa, chúng tôi rất mong các bạn hãy ủng hộ Ớt tươi TV bằng cách like, share và subscribe. Mình đã trải nghiệm cùng chương trình trong nhiều ngày qua. Mình cảm thấy chương trình rất là bổ ích. Mong các bạn ủng hộ và nhớ theo dõi kênh của Ớt tươi TV nhé. Ớt tươi TV!